Hello, alo, alo, alo. Hello, chào tất cả mọi người. Ở đây có hai con vẹt Macau mini mọi người ạ. Hai con vẹt Macau nhỏ nhá. Hai con này nó đang bị bệnh mọi người. Đang tiến hành cho nó uống thuốc. Nó bị bệnh, nó ủ rũ. Bên này con có một con rồi này. Đấy. Cả hai con đều bị bệnh cả hai nha mọi người. Hai con này cũng bị cách đây 2 ngày rồi mọi người ạ. Nhưng mà không để ý cho nên là không kịp phát Biết hiện ra nha. Bây giờ mới phát hiện ra mà đang tiến hành cho hai con này uống thuốc. Uống thuốc rồi. Mà không biết nó có đỡ hay không thì chờ đến một vài hôm mới biết được. Mới biết được kết quả nha mọi người. Hai con này cũng mua được 5-6 tháng rồi mọi người ạ. Mua về để rồi bán chứ không phải là nuôi vẹt sinh sản nha mọi người. Loài này không nuôi vẹt sinh sản đâu nha. Bị bệnh ấy là lóng nó xấu liền nha mọi người. À, hai con này rất chi là nhát. À, thấy người đến là nó sợ mọi người ạ. À, phải sợ lấy mấy con vẹt kia thì mình bỏ cách xa ra mọi người nhá. Nếu mà để gần thì nó lấy bệnh qua những con vẹt khác. Cho nên không dám bỏ gần. Loài vẹt này cũng biết nói mọi người ạ. Nhưng mà hai con này chưa chưa nói được. Chưa tập cho nó nói. Loài này mình mà thường xuyên chơi với nó thì nó sẽ mến người hơn mọi người nha. Trong các loài vẹt, con loài vẹt nào cũng vậy ạ. Mọi người nhìn thấy đằng sau có cái bao màu đỏ, toàn là cả thức ăn của vẹt đấy. Nuôi rất nhiều vẹt cho nên là thức ăn cũng rất nhiều nha mọi người. Nuôi chim, nuôi vẹt thì nó ăn rất mạnh nha mọi người. Nó ăn rất kinh khủng luôn nha. Cho nên là thức ăn rất nhiều, mua rất nhiều thức ăn. Dòng vẹt này thì cũng như các loài vẹt khác nha mọi người. Nó cũng ăn cám và ăn các loài hoa quả như táo, rồi thì ăn các hạt hướng dương thì hạt dẻ, rất nhiều loại hạt hạt ngũ nữa mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay đến đấy thôi nha mọi người. Hôm khác mình sẽ tiếp tục quay những con vẹt khác cho mọi người xem. Mọi người nhớ ủng hộ kênh giúp mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.